Xin chào tất cả các anh chị, chào xuân Nhâm Dần năm 2022. Cô Lanh cũng như Học viện Minh Trí Thành gửi lời chúc xuân Nhâm Dần đến tất cả các cha mẹ ở trên toàn thế giới. Hạnh phúc đủ đầy, kiến tạo chính bản thân mình và gia đình mình giống như là một cái nôi để mà mỗi một thành viên trong gia đình đều được sống cuộc đời của chính mình. Bình an với nhau, an toàn ở bên nhau mà cảm thấy rất là an toàn và cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong năm 2021, Học viện Minh Trí Thành và cô Lanh cũng đã tổ chức thành công 20 chương trình Cha Mẹ Thông Thái Giúp Con Thành Tài. Và đó là một cái mốc son vàng. Thật sự cô Lanh cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì đã trao được đến rất nhiều trăm nghìn phụ huynh trên khắp thế giới, với quy mô là từ 3.000 cho đến 12.000. Và đó cũng là những cái chương trình mà lớn nhất trên thế giới về hành trình nuôi dạy con trẻ. Và có rất nhiều phụ huynh, có rất nhiều đứa trẻ đã được chuyển hóa từ đó. Và có rất nhiều gia đình đã tìm được tiếng nói chung và mang cái sự hạnh phúc đến cho nhau. Và nhiều cha mẹ đã được chữa lành những cái ký ức tổn thương từ xưa, và rồi chữa lành cho con của mình, kiến tạo nên những cái mối quan hệ hòa hợp trong chính cuộc sống của mỗi người. Và năm 2022, xuân Nhâm Dần vẫn tiếp tục hành trình này vô cùng hạnh phúc. Và mong muốn của cô Lanh vào Viện Minh Trí Thành là giúp cho 5 triệu phụ huynh trên khắp thế giới thay đổi, chuyển hóa và kiến tạo những gia đình thật sự hạnh phúc, giúp cho con của mình được sống cuộc đời của chính con và con của mình được cất cánh trong hành trình cuộc đời này. Và chúng ta sống với nhau hạnh phúc đong đầy, tận hưởng từng khoảnh khắc. Bởi vì mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời mình là một món quà. Vì thế hãy tận hưởng những món quà đấy. Và con cũng là món quà vĩ đại trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế các cha, các mẹ hãy trở nên thông thái hơn để mình có thể hòa hợp được với con của mình. Và năm 2022 sẽ là một năm mốc son vàng của tất cả các anh chị. Nghe được cái lời chúc này, chúng ta sẽ kiến tạo gia đình của mình hòa hợp, hạnh phúc và đại khí trong gia đình. Và đây có thể là cuộc đời tuyệt vời nhất của bạn. Cho dù bạn đang ở đâu thì đó là điểm xuất phát. Hãy kiến tạo gia đình mình trở thành một nền tảng để mà có thể đưa con mình đi được xa nhất trong cuộc đời này, để con được sống cuộc đời của chính con, thể hiện tài năng của con trong hành trình này. Chúc các anh chị hạnh phúc, bình an, thành công, thịnh vượng trong năm 2022. Xin chào và hẹn gặp lại trong năm 2022.